ngỡ ngàng mâm bánh bèo bị khổng lồ gia truyền ba đời nổi tiếng chợ lái Thiêu. Từng miếng bánh bèo nhỏ xíu hay bánh đúc bánh ít trần được được làm tỉ mỉ và đầy chất lượng nên khách gần xa đều rất thích ăn bánh bèo chị Mập, vì bán số lượng khá nhiều nên xe bánh của chị được xếp đầy bánh, đặc biệt là mâm bánh bèo khổng lồ, thao bánh đúc kế bên cũng không kém cạnh nha. Đi ngang nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Tất cả các loại bánh ở đây đều là nhà làm, bánh được làm liên tục để đủ đem ra bán cho khách nên an tâm tất cả đều là bánh mới ra lò nha. Thường bánh bèo ở Bình Dương sẽ ăn cùng với bì và chả, bánh bèo thì được phết thêm lớp đậu xanh đánh vào ăn cùng béo thơm phủ lên trên là một lớp bị trộn với thịt nạc thái sợi nhỏ xíu, miếng chả thêm màu xanh của rau sống và dưa leo sắc sợi, nhìn siêu hấp dẫn. Một đĩa thập cẩm đầy đặn như này chỉ có 25k một đĩa thôi nha, như mình ăn xong là no lăn về nhà, bánh bèo ăn mềm có độ dai nhẹ và béo thơm của đậu xanh, mở hành. Thích nhất chính là bánh đúc, bánh siêu béo vì được làm với nước cốt dừa, ăn vừa thơm vừa béo cắn một miếng thôi là thấy ngay cái chất lượng của từng loại bánh.